đã từ rất lâu, ai ai cũng đều công nhận Việt Nam là một đất nước có phong cảnh tuyệt đẹp. Và Việt Nam được biết đến qua nhiều tác phẩm nhiếp ảnh hay những thước phim từng giới thiệu ra thế giới. Nhưng sau lưng đó vẫn còn những nỗi buồn trăn trở của khá nhiều người đã có công tô điểm cho quê hương Việt Nam. Chúng tôi muốn giới thiệu về những ý kiến của họ. Nhà văn, nhà thơ, nhà sưu tập, nhiếp ảnh gia Đỗ Duy Ngọc đã cho chúng tôi biết những ưu tư của ông. Tới thế kỷ 21, thì thế giới bị một cái đe dọa rất lớn, ngoài cái đe dọa chiến tranh và bạo lực, đó là sự đe dọa trái đất. Nó sẽ bị nóng dần lên, bị môi trường nó ô nhiễm khủng khiếp. Riêng Việt Nam thì cái tình trạng ô nhiễm đã lên tới cực độ. Nó ô nhiễm ở thiên nhiên và nó ô nhiễm trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Tất cả những điều đó để sẽ đưa cái dân tộc này và cái thế hệ con em chúng ta tới một chỗ bế tắc. Tức là môi trường nó tác động tới đời sống của họ. Và những cái thế hệ sau này sẽ bị bệnh tật, sẽ bị ô nhiễm trong đời sống, khiến cho cuộc sống của họ luôn bị đe dọa. Thái độ của con người chúng ta là chúng ta phải làm sao để trái đất này được sạch hơn, cái không gian này nó sẽ bớt ô nhiễm hơn, để không những thế hệ chúng ta mà còn thế hệ con em của chúng ta có một cuộc sống trong sạch về môi trường và kể cả sự trong sạch về tư tưởng. Những ưu tư và nỗi buồn trăn trở của anh Đỗ Duy Ngọc thật sâu lắng, đúng như tâm tư của bao triệu người dân Việt Nam về một sự ô nhiễm đáng sợ nhất, không những của thiên nhiên mà kể cả tâm hồn, tư tưởng của người dân Việt. Nó sẽ trở thành một vết thương lớn khó lành mang theo qua nhiều thế hệ. Nhiếp ảnh gia Phan Văn Thông, chủ nhân của Resort Sài Gòn Emerald đã cho biết. Nếu mà riêng ý kiến của tôi về giữ gìn biển, mà tôi nghĩ ý kiến này cũng là chung và toàn xã hội nói chung, và riêng Việt Nam và Mũi Né nói riêng, thì tất cả các nơi mà du lịch về biển nên giữ bờ biển như thật sạch. Và cái điều tối quan trọng nhất là không được thải bất cứ chất thải gì sau khi đã sử dụng mà ra bờ biển. Ví dụ như để là ống cống ra biển, hay là để nước thẩm thấu tự nhiên một cách dơ, hay là như thế nào đó, thì không có được để rác rến thì ra biển hết. Kể cả những cái vật liệu mà khó tiêu hủy, bao ni lông, lon bia vân vân, thì đa số tôi thấy ở đây là thường thường mọi người làm du lịch mà có ý thức về biển á, không bao giờ họ để những điều đó xảy ra. Nhưng có một số nơi ở Mũi Né này đã để chất thải dơ, đã tiêu xài rồi, ra thẳng cái biển. Điều đó là điều không nên. Ý kiến riêng của tôi về bờ biển. Vì bờ biển Việt Nam, nhất là ở Mũi Né này, rất là đẹp. Nhiếp ảnh gia Tăng A Bậu, một người yêu chụp ảnh thiên nhiên hàng đầu của Việt Nam, anh cho biết thêm. Ngay những năm đầu tiên chúng tôi đi vào rừng, thì rừng lúc đó còn tương đối đẹp lắm. Tương đối có nghĩa là tức là nó còn tương đối tốt, và các loài chim thú nó vẫn còn có thể thấy được, và cái cơ hội để tìm thấy nó rất tương đối dễ dàng, và càng lúc càng nan giải hơn, cái sự tìm kiếm nó khó khăn hơn. Tôi đơn cử một số thí dụ cho nó gọn vấn đề. Tôi đơn cử cái loài sếu đầu đỏ, một loài chim của Đông Nam Á, một loài hạc của Đông Nam Á. Thì so với những năm 2007 cho đến hiện nay, thì cái mốc đầu tiên là chúng tôi có thể dễ dàng tìm thấy những cái bầy chim sếu bay về Việt Nam ở Kiên Giang, Kiên Lương, hàng trăm con, vài ba trăm con là chuyện bình thường. Và cho đến hiện nay 10 năm sau, chúng gần như là biến mất khỏi Việt Nam. Phải nói là cái từ biến mất. Nhiếp ảnh gia Hoàng Thế Nghiệm, một trong những nhiếp ảnh gia gắn bó nhất với Sapa, một trong những thắng cảnh đẹp nhất của Việt Nam, anh có ý kiến. Tôi muốn nói rằng là Sapa là một địa danh rất đẹp của Việt Nam. Nó đẹp vì có một cái dãy Hoàng Liên Sơn bọc chung quanh. Sapa giống như nằm trong một cái thung lũng. Và tôi đã 5 lần leo lên đỉnh Everest để săn ảnh, như để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên của đó. Thì hiện nay
Sapa vẫn là một thành phố phát triển rất nhanh. Sau khi có tuyến đường cao tốc dẫn từ Hà Nội về Sapa, thì đó là điểm đáng mừng. Nhưng cái điểm đáng buồn kế tiếp là Sapa hiện nay đang được bê tông hóa rất nhanh. Tức là cái cảnh quan thiên nhiên chúng ta thấy là rất nhiều, tự nhiên có nhiều nhà cao tầng lố nhố mọc lên. Từ trung tâm thị trấn Sapa cho đến những cái làng ngày xưa như từ Tả Van, Lao Chải, Tả Van, Bản Hồ là nó rất là hoang vắng ngày xưa. Không hoang vắng lắm nhưng đủ hoang vắng để chúng ta cảm nhận được là thiên nhiên vẫn còn đang rất trong xanh. Nhưng bây giờ những địa điểm đó bê tông hóa mọc lên rất nhanh, nhà hàng, khách sạn, rồi khu di trú cá nhân phát triển rất nhanh và phát triển không có tổ chức. Cho nên khi tôi trở quay lại Sapa, tôi thấy là một cái hình ảnh Sapa bây giờ nó giống như là một cái phố thị chứ không còn là một phố miền núi thanh bình như ngày xưa. Nhiếp ảnh gia Hoàng Quốc Tuấn cũng đưa ra lời kêu gọi. Môi trường đã bị tàn phá khủng khiếp, không những rừng, các con sông, các đập thủy điện vân vân đã mọc lên tràn lan và ngăn chặn tất cả những dòng sông và thay đổi hoàn toàn sự bình thường của thiên nhiên, đó là nguồn cá. Rồi chúng ta thấy chuyện cháy rừng hoặc là nhiệt độ trái đất nóng lên thì rõ ràng là con người chúng ta đang còn thờ ơ với nó, và có lẽ là đã đến lúc chúng ta phải thực hiện, không thôi thì mọi sự đã quá muộn. Mở đầu đoạn phim ngắn này là hình ảnh buổi sáng sớm ban mai với cuộc sống sinh động của người Việt trên quê hương yêu dấu. Và chúng tôi xin kết thúc với những bức tượng đá ở Lăng Khải Định trong buổi chiều hoàng hôn tĩnh lặng. Con người nếu vô cảm trước những nỗi đau thiên nhiên thì chắc rằng họ cũng sẽ như những bức tượng vô tri vô giác ở trên, đang chìm dần vào bóng đêm vô tận, và nơi đó thiên nhiên sẽ trả thù lại chính chúng ta.